nhóm tay tại xưa khuôn ấy ông pi là cốt rồi bắt nhóm miên sầm nơi chỉ tràn đại ban lệch láng không chật nhóm ta nhóm đang thua với sầm rạp là cốt ta nhóm trời có sang cru xa rồi bắt nhóm ai miên sập hẹn miệng cột ó đòi rồi biếm nè nhóm tay tại xưa khuôn ấy chỉ tràn lệch tràn xa ta khiêm trong ban ở với sầm rạp anh cốt ở bậc nhóm ta bỏ đó bảy nè đại sát xong chỉ cu chỉ vật ở bậc nhóm ta khiêm trời thưa đội mệnh định nằm bay co sang cua xa đỏ chọc chay muối miến rương ra chỉ trá nơi không chạ chỉ vật đại cầm bông về rong trăm khi nhóm không ca xoay rốt nơi trong nồi không nút miên sầm núa muối cừ ta snai há cứ chiều vậy kia đồng bóng đại nhóm ban chụp ô ni xá quát cứ chia nề ri mà nẹ đại cô sờ lạnh miên rụp riêng khu sờ lá hay miên sầm rõ sờ sát khăn này nhóm bật chiếp nhập ai yang khăn trong cuộc hiệp chạc tốm nâng sập hiệp điệp xa rộng bằng quạt nhóm bật chìa trong sổ quạt ai căn tài tràn thành tiệt trái bị rụp sầm po đỏ sọc phô phong rồi bọc ô ni xá quát chia nề rí đại miên chật từ liềy chạy cất cu ven chân ngái nâng miên phiếp sầm mọc tròn quát tên tại dọc chật bậc đạn nâng khả nhóm hay chọn ấy khả nhóm từ tua ban nơ ở vấy đã lọ bằng hốt xung rạp chi vật bọn này thế chưa bỏ rõ đã đo ca dọc chật bậc đạn nâng phiếp cọc đáy xâm rạp khả nhầm. Quát chế bà rõ xâm mọc trông, nâng thua ai khả nhầm mình ca nhầm nhầm cực bế đáy khả nhầm nơi chung mùi quạt. Hai tay tại ai đồng lấy từ lời khả nhầm chỉ nịch. Quát tay tại nơi khả bái nâng quam tổ khả nhầm cực bế vừa lìa. Quát bàn thua khả nhầm xóa nơi đồng lấy khôn anh căn tại tràn chung mùi. Bế nơi khả bái quát, khả nhầm tay tại kết đo ảnh à khốt đo ven chơi đáy khả nhầm nâng miến chung mùi quạt. Bong, sẽ yên tên là tiện. Ngày ní, chỉ vật đọc bọc nhóm nơi tại phố quánh tại đôi xung lùa. Nơi bê đại khi ông ban chụp bong đợt thi, nông ban nơi các bài kia,
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបានរកឃើញគោលដៅពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយទោះជាពោពេញទៅដោយសំណួរក៏ដោយតែខ្ញុំបានរកឃើញចម្លើយសម្រាប់សំណួរមួយថាតើសេចក្តីស្នេហាគឺជាអ្វីហើយចម្លើយនោះគឺនៅចំពីមុខខ្ញុំឥឡូវនេះតែម្ដងនេះសាតោនដឹងទេថានៅពេលដែលយើងជួបគ្នាគ្រាដំបូងគឺមិនមែននៅភោជនីយដ្ឋានទេតើអូននៅចាំសញ្ញានេះដែរឬទេ